Xin chào, dẫn đầu luôn là điều mà các ông lớn công nghệ mong muốn, từ doanh thu, lợi nhuận cho tới là xu thế. Bên cạnh việc đi nhanh ra thì để dẫn đầu, người ta cũng có một cái khác, đó là thay tên đổi họ để trở thành một ông trùm trong lĩnh vực mới. Quý vị đang đến với điểm hẹn TechWeek. Sự kiện công nghệ đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua, đó chính là Facebook Connect 2021. Từ nay chúng ta sẽ không còn công ty Facebook nữa, mà sẽ là công ty Meta với vũ trụ ảo Metaverse. Được xem như một siêu vũ trụ số, Metaverse là nơi thế giới kỹ thuật số và thế giới thực gặp nhau. Oculus VR hay MetaQuest, những chiếc kính thực tế ảo sẽ là cách để chúng ta bước vào thế giới này. Cho tới thời điểm hiện tại thì Mark Zuckerberg đã đổ hàng tỷ đô la Mỹ, ít nhất là 10 tỷ đô la Mỹ vào việc xây dựng Metaverse. Tôi rất tự hào thông báo từ nay công ty của chúng tôi sẽ là Meta. Sứ mệnh của chúng tôi vẫn là mang con người lại gần nhau hơn. Như vậy chúng ta sẽ được gần nhau hơn nhờ vũ trụ ảo, có thể làm việc nhóm, chơi game, chơi thể thao, xem concert ca nhạc hay thậm chí là nhiều thứ hơn nữa với Metaverse. Tuy nhiên khi mà Facebook đang đối diện với rất nhiều những cáo buộc liên quan đến việc là đặt lợi nhuận lên trên người dùng thì người ta hoài nghi liệu đây có phải là một chiêu để đánh lạc hướng dư luận hay không. Khi đổi tên, người ta kỳ vọng bạn sẽ thực sự thay đổi, như đổi tên lãnh đạo văn hóa, nhưng đương nhiên là không có gì thay đổi quá nhiều. Vì những kỳ vọng đó mà mọi người có thể phải thất vọng. Bạn không phải đổi tên để đạt được điều đó, bạn vẫn có thể là người dẫn đầu trong lĩnh vực. Quyền riêng tư và an toàn được xây dựng ở Metaverse từ những ngày đầu. Bạn sẽ quyết định khi nào bạn ở cùng người khác, khi muốn chặn ai đó xuất hiện trong không gian của mình. Ông lớn Meta chắc hẳn cũng lường trước những hoài nghi của cộng đồng dành cho mình. Không phải một sớm một chiều mà sẽ mất hàng năm, thậm chí là hàng chục năm để Metaverse thực sự phổ biến. Trước Facebook, Google đã quyết định trở thành công ty con của Alphabet, khẳng định rằng mình không chỉ là một công cụ tìm kiếm trên Internet mà còn là một tập đoàn hướng tới mục tiêu như sản xuất ô tô tự lái hay công nghệ y tế.